Rồi, hãy xin chào mấy đứa nha. Rồi, chúng ta tiếp tục đi vào bài số 2 của lập trình Scratch. Rồi, ở bài học này thì thầy sẽ giới thiệu cho mấy đứa một số cách thao tác cơ bản ha, một số cái lệnh cơ bản để chúng ta có thể là điều khiển được một cái nhân vật trong Scratch ha. Rồi, chúng ta sẽ học cơ bản về các khối lệnh nha và các điều khiển lệnh di chuyển. Rồi, bây giờ thầy sẽ sử dụng một cái trên trang web ha. Rồi, chúng ta gọi là gì? Scratch.mit.edu ha. Rồi, ở đây thầy sẽ xài trên web ha, để chúng ta lâu lâu thầy xài xen kẽ web với lại trên máy ha, để chúng ta có cái làm quen. Rồi, khi mà xài trên web á, thì chúng ta là khởi tạo một cái thì chúng ta chỉ có coi mình chúng ta thôi, chúng ta không thể chia sẻ được với bạn bè ha. Thì để chúng ta chia sẻ được cái game cho bạn bè thì bắt buộc là chúng ta phải đăng nhập ha, đăng nhập ha. Thì bây giờ để đăng nhập thì chúng ta phải có đăng ký ha, đăng ký tài khoản thì chúng ta chọn cho thầy là tham gia Slack đăng ký tài khoản ha. Thì ở đây đăng ký rất là đơn giản ha, chúng ta chọn một cái nickname ha, một cái username và mật khẩu rồi gọi là mật khẩu, rồi chúng ta bấm cái tiếp gì đây. Chúng ta sau khi chúng ta đăng ký thành công thì chúng ta sẽ đăng nhập ha. Ở đây thầy sẽ đăng nhập, thầy chọn tài khoản có sẵn thì đăng nhập ha. Rồi sau khi chúng ta đăng nhập xong thì chúng ta sẽ là gì, tạo một cái dự án ha, khởi tạo một cái dự án, một cái trò chơi. Rồi bây giờ thầy sẽ đây bước chia sẻ ha, cho chúng ta có tài khoản chúng ta sẽ chia sẻ được cái bài này cho chúng ta, cho các bạn chơi cùng ha. Ví dụ ở đây thầy sẽ đặt tên một cái bài nữa là bài 2 ha, là chú mèo tuần tra chẳng hạn, chú mèo tuần tra đi tuần tra đấy. Rồi bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ lập trình cho chú mèo này ha. Trước tiên là chúng ta sẽ chọn cái nền đi tuần tra ha, chúng ta sẽ chỉnh cái nền này ha. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ chọn ở đây ha, ở đây là cái nền, phông nền và ở đây là nhân vật. Đây mình sẽ chọn phông nền ha, rồi bấm vào chỗ cộng ha. Rồi ở đây chúng ta thích phông nền nào cũng được ha, thích phông nền nào cũng được. Rồi ở đây mình chọn cái này cũng được ha, chú mèo hay ở trong nhà đi tuần tra ha. Hoặc là mình thích chọn nền nào á thì tùy mình ha. Đây có cái nền nào đẹp đẹp không? Cái này cũng được nè ha. Có cái nền nào hấp dẫn không? Ở đây thì thôi chắc mình chọn lại một cái nền này hoặc nền này đi ha, phòng ngủ ha, mình chơi trong phòng ngủ nè, phòng này đi. Rồi mình sẽ chọn chú mèo này ha. Rồi phông nền của này ha. Rồi bây giờ mình sẽ lập trình cho chú mèo, mình sẽ bấm vào chú mèo ha. Rồi thì chú mèo đang ở đây ha. Rồi bây giờ để điều khiển cho chú mèo di chuyển tới trước ha, thì mình sẽ chọn cái lệnh là di chuyển, chuyển động. Mình sẽ chọn di chuyển 10 bước ha. Rồi mình sẽ test nè, mình sẽ bấm vô hình bàn tay nè, nó sẽ di chuyển nè ha. Nhưng mà chúng ta thấy là gì, chú mèo này di chuyển không có thời, tại vì cái chân nó không có nhúc nhích gì hết ha. Thì trong mỗi cái hình nhân vật đó, người ta cung cấp sẵn cho mình cái trang phục, tức là chú mèo sẽ có hai hình dạng hoặc ba hình dạng tùy theo những cái nhân vật trong đó cung cấp cho mình ha. Thứ nhất là ha, hình dạng là di chuyển nè ha. Chúng ta cũng có thể là gì, thay đổi quay ha. Chúng ta có thể là quay hướng như thế nào đó để chúng ta di chuyển sao cho thiết kế theo chúng ta ha. Ở đây mình sẽ để nguyên mẫu như thế ha. Rồi ở đây là hình số 1 ha, cái tâm 2 là cái chân cong lại ha, cái tâm là thẳng ra ha, chân thẳng. Nói chung là số 1, hình số 1 là chân thẳng, hình số 2 là chân cong. Rồi. Rồi nếu mà không thích thì mình cũng có thể đặt tên lại ha. Rồi ở giờ mình đặt tên lại nè, mình sửa lại là chân thẳng ha, mình sửa tên lại. Ở đây thầy không sửa. Rồi số 1 là chân thẳng, số 2 chân cong. Rồi thì mình sẽ lập trình ha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cho chú mèo là hiển thị ha, mình sẽ chọn hiển thị là cái trang phục nè đó. Rồi mình chọn hình số 1 ha. Rồi chúng ta thử ha, đó đó, đó. Rồi tầm 2 rồi, rồi chọn đó cong nè ha, chính hai là chân cong nè. Rồi đầu tiên là mình sẽ cho chân cong trước đúng không? Rồi rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái sự kiện ha, thêm một sự kiện khi mà bấm vào nút start là bắt đầu hình lá cờ đây nè, chơi và ngưng ha, kết thúc dừng lại chơi ha, play chơi ngưng. Rồi khi bấm vào bắt đầu thì sẽ cái chân sẽ cong lên ha, rồi sẽ di chuyển 10 bước đúng không? Rồi
Sau đó mình phải đổi tư thế đúng không? Di chuyển xong cái thẳng chân ra thì phải đổi tư thế, mình sẽ cho nó dừng lại một giây. Đó, dừng lại một giây, chúng ta sẽ chọn là sự kiện ha, dừng lại một giây. Và chúng ta đổi tư thế, chúng ta sẽ chọn hiển thị. À, chúng ta sẽ chuyển trang phục lên chọn qua số 1 ha. Rồi chúng ta thêm một bước chân ha. Rồi, đổi tư thế xong ta phải di chuyển tiếp một giây nữa ha. Rồi chúng ta sẽ di chuyển tiếp một bước nữa. Rồi sau đó là gì? Đợi một giây tiếp rồi chuyển tư thế ha. Rồi chúng ta sẽ rồi chúng ta coi thử ha. Một bước đi nè. Đó, một giây chuyển tư thế đúng không? Đó được một bước chân rồi đấy. Đúng không? Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng đưa làm một bước chân, giả sử mình đi từ đây tới đây là nhiều bước chân đúng không? Như vậy mình sẽ copy cái này ra đúng không? Rồi mình sẽ là gì? Đường chuột vô cái chỗ này ha, mình sẽ lít phải vô nhân bảng lên thì nó sẽ tạo ra chúng ta một cái bảng ha, nó sẽ đặt vô được hai bước chân đúng không. Rồi nó bấm vào lá cờ nè đúng không, stop nè, đặt chuột vô đây ha. Rồi chơi nè, 1 2 1 2, đấy được hai bước chân rồi đấy, cong chân với duỗi ra, cong chân với duỗi ra được hai bước rồi. Nhưng mà không lẽ giờ nó đi từ đây tới đây nhiều bước chân như vậy, không lẽ mình cứ copy dài như thế, câu lệnh mình nó sẽ trở nên dài, rất là dài ha. Như vậy là không cần ha, tại chỗ này mình sẽ bỏ cái này đi, mình sẽ không cần nó nữa. Mình sẽ dùng một cái vòng lặp để lặp đi lặp lại cái hành động này, lặp đi lặp lại, đi lại cho con mẹ nó bước đi ha. Rồi mình sẽ chọn là điều khiển ha, khối lệnh điều khiển, mình sẽ chọn là lặp lại liên tục ha. Rồi mình sẽ đưa nguyên cái một cái bước chân của nó vào đây, lặp đi lặp lại nhiều bước, lặp đi lặp lại nhiều bước. Rồi ta đặt vô đây ha. Rồi chúng ta xem nè, nó sẽ đập đi đập lại ha, cứ một đó, kỳ nhất đúng không, nó đi hoài luôn ha, không ngừng nghỉ ha. Nhưng mà làm như vậy thì quá chậm, rất mất thời gian, con mèo đi quá chậm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là gì, cho con mèo đi nhanh một chút xíu. Bây giờ mỗi lần như vậy chúng ta sẽ cho đi 20 bước, đi nhanh một chút xíu và đứng đợi ít giây thôi, nửa giây thôi ha, đi 20 bước. Rồi gõ 20 ha. Rồi ta đấm chuột lên, ta gõ lại ha, nửa giây thôi, đứng đợi lâu quá mèo đi chậm quá. Rồi thử nè, đó tiến độ nó hơi nhanh chút xíu, có hơi nhanh rồi đây đúng không, nhưng mà vẫn còn chậm đúng không. Rồi chúng ta có thể chỉnh tiếp ở đây, mình chụp 30 bước luôn, mỗi lần một cái đi 30 bước, nhích thời gian lại là 0.2 thôi, 30 bước rồi 0.2 thì chúng ta thấy là con mèo nó sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều ha. Để dè lại rồi đấy, chúng ta thấy con mèo đi nhanh hơn đúng không. Đó. Rồi vậy là tạm ổn ha. Rồi bây giờ giờ con mẹ nó đi tới đây là đi luôn, đi hoài, nó bị dướng cái này lại, nó không thể. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó là gì, khi mà đụng cái vách tường thì nó sẽ là gì, quay lại ha. Rồi ở đây mình sẽ cho một cái lệnh chuyển động là chúng ta lăn chuột xuống, ta chọn là nếu gì, nếu mà bật lại, nếu chạm cạnh ha, đưa vô ha. Rồi chúng ta sẽ đặt vô đây, trong quá trình đi bộ mà nếu mà đụng tường chạm cạnh thì sẽ bật lại ha. Rồi bây giờ anh ta coi như thế nào ha. Rồi, nó kéo con mèo về đây, rồi đi thử. Rồi đụng tường, chạm cảnh, nhưng mà anh thấy chạm cạnh là nó bị đi ngược ha, nó bị phản xạ lại ha, nó bị phản xạ ngược. Rồi để làm được điều này thì chúng ta sẽ thêm một cái lệnh này ha, chúng ta sẽ là gì, chọn một cái lệnh đó là đặt kiểu xoay ha, bắt nó xoay về trái phải thôi chứ không cho xoay ngược ha. Rồi nó đi một cái lệnh xoay trái phải này vô ha, kế cái mặt chạm cạnh này cho là vô ha. Rồi nó ở trên cũng được ha. Đó, đầu tiên khi chạy chương trình là bắt con mèo này chỉ có được xoay trái phải thôi chứ không cho quay ngược đầu ha. Rồi chúng ta xem ha. Rồi con mèo đụng cạnh sẽ đi lại ha, đúng chưa? Rồi đụng cạnh này cũng sẽ quay lại đấy, hình dung được chưa? Rồi chúng ta ngừng lại ha. Như vậy là rồi bây giờ giả sử như thầy muốn là gì, con mèo này khi mà nó đụng tới cái vách tường này thì nó hiện ra dòng chữ hello, xin chào, ví dụ vậy thì làm sao ha. Thì đây mình sẽ là gì, mình đặt một cái câu lệnh điều khiển vô ha, nếu thì ha, mình sẽ đặt vô. Rồi nếu mà đụng vách tường thì tọa độ của x, trước khi đi vào cái này thì thầy nói sơ cái này ha. Rồi trước khi mà để biết được con mèo này nó chạm cạnh bốn cạnh này như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn cái này để ta hình dung thêm ha. Bây giờ cái sân khấu này á, cái sân khấu này nè, nó chia theo tọa độ xy ha, một trục thẳng đứng và một trục nằm ngang. Rồi để thầy chỉnh cái hình này chúng ta hiểu nè, thay đổi phông nền là chúng ta hiểu nè, tọa độ xy chúng ta gọi xy vào ha, nó dễ hiểu. Đây cái nền
Cái nền sân khấu nó sẽ được chia thành 4 phần ha. Trục tung là trục x, trục hoành là trục y. Rồi hai điểm này giao nhau, hai trục này giao nhau thì điểm này nè là trung tâm của sân khấu. Rồi độ dài của trục x á, từ trái sang phải á, là 480, 480. Thì nếu mà tới vị trí này á thì người ta gọi là cái đường biên này nè, từ trên xuống dưới thì ta gọi là âm 240, x sẽ bằng 240 ha. Rồi nó chảy qua tới đây á là mình gọi là x bằng 0, rồi tăng dần lên ha. Cái tăng dần lên cho tới đụng cái cạnh bên đây á, là x chúng ta sẽ mang cái tọa độ theo trục hoành á sẽ là x 240, được chưa? 240. Còn y á, y nếu mà nó chạm tới cạnh dưới đây á thì sẽ mang sẽ chỉ là âm, ở dưới là âm 180 và đụng tới cạnh trên đầu á sẽ là dương, y sẽ là dương 180. Như vậy là nguyên cái độ dài này là sẽ là 360, trong đó chia là trung tâm ở trên là số dương 180, cao nhất âm 180, và trục hoành là gì? 480 chia ra là gì? Âm 240 và dương 240. Như vậy khi mà con mèo này nó đi tới vị trí bên đây á thì trục hoành theo đường ngang nè thì nó sẽ đạt tới giá trị là 240, hình như được không? Rồi. Nhưng mà thật ra khi mà con mèo nó đi tới cạnh này á là mình sẽ tính là từ tâm con mèo, tức là nó sẽ không thể nào tới 2.10, nó sẽ cái này nó sẽ bị đụng trước. Thì lúc này cái tâm của nó ở đây nè thì nó sẽ giảm lại khoảng cỡ 189. Nếu để biết nó đi bao nhiêu á, mình sẽ nhìn chỗ này nè, mình cái nhìn cái tọa độ xy nè, đây nhìn tọa độ xy mình sẽ xem là con mèo nó đạt tới cái ngưỡng cửa nào ha. Đây x nè, âm âm 200 mấy nè, lên 227 nè. Rồi dương nè, dương 200 mấy nè, thấy không? Nè, âm nè, âm 227, dương dương là 227 luôn. Như vậy nó đạt tới ngưỡng cửa là 227 là hết, chứ không lên tới 240, tại vì chúng ta phải trừ ra cái tâm của con mèo ha, trung tâm chia con mèo là trung tâm thì cái tâm nó đây là nó chưa đạt tới đó. Thì bây giờ mình sẽ cho nó khoảng 227, mình phải cho 220 cũng được, 25 cũng được ha. Rồi mình sẽ đặt vô đây nè, nếu như là x của chúng ta mà lớn hơn bằng 220 thì mình đứng cái phép toán của mình nè, phép toán so sánh cộng trừ thì nằm đây ha, đây lớn hơn nè ha. Rồi mình sẽ đặt vô đây, nếu mà tọa độ x thì mình sẽ lấy chuyển động nè, mình sẽ lăn xuống, mình chọn tọa độ x. Nếu mà tọa độ x của chúng ta mà lớn hơn con số là 220 đó, là tức là cái tâm của nó là tâm của con mèo nó đi qua tới 220 thì tức là nó được đụng cạnh rồi ha. Thì mình sẽ là chị kia nó nói hiển thị ra màn hình nè, hiển thị ra nè, nói câu gì đấy ha, nói câu xin chào chẳng hạn. Rồi mình đặt vô xin chào, thấy không? Hay là mình kêu nó nói là ngao một cái ha, à, ví dụ vậy, nó nói chữ ngao cái meo gì đó. Rồi mình test thử nha. À, nó làm nhanh quá, nó không hiện không đứng lại mấy giây cho mình xem ha, nó nói rất nhanh. Rồi mình sẽ test câu khác, mình sẽ test câu này ha, bỏ cái này ra đi, mình test câu này ha, trong 2 giây đứng lại trong 2 giây, rồi test thử câu này ha. À vẫn chưa được ha. Như vậy là tọa độ x mà lớn hơn 220, à, mình cho 200 thôi, được không? Hai trăm hai mươi lớn hơn rồi. À, dừng lại ha. À, vẫn không nói ha. À, như vậy mình sẽ giảm xuống nữa ha. Nhiều khi tâm nó còn nằm ở trong nữa, nó còn cách xa nữa. Vì mình phải giảm xuống khoảng 190 thử coi. 190 coi nó còn nói không ha. Tiếp. Nè, đây đây 190 là nó nói rồi nè ha. 190 là nó đụng cạnh nó nói rồi. Rồi, mình sẽ thử, mình sẽ dẹp cái này ra. Đưa cái này vô thử coi. Rồi, nói. Đấy, nó mới nhá lên nè. À, để hoài luôn ha. Cái này là sẽ để hoài, còn này sẽ xuất hiện trong 2 giây là biến mất ha. Rồi ví dụ vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ, bây giờ giả sử như mình không hiển thị mà mình cho nó nói bằng âm thanh ha, thì mình sẽ đặt cái âm thanh này vào đây ha. Âm thanh mình sẽ phát âm thanh tiếng mèo ha, rồi phát âm thanh mèo ha, rồi mình sẽ đặt vô thử ha, rồi mình nghe thử ha. Đó nó nghe tiếng, mà cái tiếng này nó hơi lớn ha, hơi hơi điếc tai ha, thì nó sẽ chỉnh lại âm thanh, chúng ta chọn phần âm thanh ha. Rồi âm đây âm thanh của mèo nó hơi to nè, chúng ta chỉnh nó nhỏ hơn, nhỏ nhẹ hơn nè. Đúng không? Fade in là cho nó lẫn nè, đúng không? Nhẹ nhàng hơn nè, không?
Rồi, phải ao lên miếng nữa. Coi lên chúng nè. Hơi lớn ha. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ lấy âm thanh này ha. Rồi. Bây giờ chúng ta qua code ha. Rồi, chúng ta cho nghe thử. Đó, nó nói rồi đó. Nghe chưa? Rồi. Bây giờ giả sử như là mình không thích âm thanh của nó, mình thích âm thanh của mình ha. Ví dụ mình muốn là khi mà nó đụng cạnh phải thì nó nói là chữ phải, còn khi nó về đụng cạnh trái thì mình sẽ nói là trái, được chưa? Như vậy là mình sẽ là gì, mình sẽ thu âm ha, mình sẽ tiến hành thu âm, mình bỏ âm thanh này ra đi ha, bỏ dục vào đây đi ha. Rồi mình sẽ bấm vào âm thanh, ở đây nó chỉ có một âm thanh của chú mèo ha, mình sẽ ghi âm thêm. Mình đây cũng có cái kho âm thanh ha, rất là nhiều âm thanh ha, rất là nhiều những tiếng, rất là nhiều. Mình nghe thử nè, những tiếng còi hú ha, hông báo động gì đó rất là nhiều ha. Mình sẽ tự thu cái âm thanh của mình cũng được ha, mình sẽ ghi lại ha. Rồi ở đây mình sẽ ghi nè, rồi mình sẽ cho phép micro ha. Rồi phải, rồi mình dừng lại, âm thanh của mình bắt đầu nói chuyện từ đây nè ha. Mình sẽ mấy cái phần kia mình sẽ lược bỏ nó đi ha, cái phần âm thanh nè đó. Rồi mình sẽ nghe thử nè. Đó, thấy chưa? Bây giờ mình để tới đây nè. Đó. Những tạp âm đây nè, nó không có dư thừa, nó bị dư thừa đây, mình cắt cái phần ở đây, mình lấy phần này thôi. À, rồi mình sẽ lưu cái này lại. Rồi, lưu lại. Mình cũng có thể đặt tên lại ha, đang là ghi co là ghi âm nè, mình sẽ đặt tên là phải, thành tên là phải. Tên tên của âm thanh nó file name á. Rồi mình sẽ ghi thêm một cái bên trái nữa ha. Đấy. Rồi, mình sẽ ghi cái này lại ha. Rồi nghe nè, rồi nghe nè, dư thừa miếng rồi. Rồi luôn rồi ha. Rồi như mình đặt tên này luôn ha, đây là bên trái. Rồi như vậy chúng ta có hai âm thanh là phải và trái, được chưa? Rồi mình sẽ lập trình tiếp nè, nếu mà lớn hơn tọa độ 190 thì phát ra âm thanh ha, phát ra âm thanh này. Mình đặt vô là mình sẽ chọn âm thanh là phải, không? Tên của âm thanh là phải. Như vậy là nếu mà nó đụng cạnh bên trái thì sao? Như nãy thầy nói ha, bên trái là chúng ta là âm 240, như vậy mình nhích lại khoảng 190 như nãy, 190. Rồi thì mình sẽ thêm thêm một cái nữa ha, mình sẽ sao chép cái lệnh này nhân bản lên đặt vô. Rồi mình sẽ là gì, à, mình sẽ ngừng lại ha. Rồi mình sẽ bỏ cái tọa độ này đi, mình sẽ bỏ nguyên cái này luôn ha, bỏ luôn cái này lớn hơn, mình sẽ chỉnh cái nhỏ hơn ha. Phép toán mình sẽ chỉnh cái nhỏ hơn này ha. Rồi à, rồi nhỏ hơn này, kéo vô. Rồi nếu mà tọa độ ít chúng ta mà nó nhỏ hơn 190 ha, tức là âm 200, 220, 201 gì đó thì là gì, mình nghe tọa độ ít này vô. Rồi tọa độ ít nè mà nhỏ hơn là âm 190 thôi là được rồi, cũng phát ra âm thanh ha, là bên trái. Rồi mình nghe thử nha. Đó. Rồi như vậy là ok ha, chúng ta đã biết cách lập trình cho chú mèo đi qua đi lại di chuyển rồi ha, bằng những cái lệnh cơ bản ha. Rồi bây giờ mình chỉnh lại cái phông nền cho đẹp ha, mình chỉnh lại phông nền, à, chỉnh lại phông nền này ha. Rồi mình chơi thử. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ cái dự án cái trò chơi này của mình cho bạn bè ha. Rồi chúng ta sau khi chúng ta đăng nhập xong, chúng ta có dự án rồi thì chúng ta bấm mà chia sẻ, chúng ta chia sẻ ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ sao chép cái đường link này ha. Rồi đây là cái đường link nè, chúng ta copy nó ha. Rồi và chúng ta có thể là gửi qua Zalo cho bạn bè hay cho một cái nhóm nào đó ha. Chúng ta sẽ cách trên V vào đây ha. Rồi chúng ta sẽ dán ha. Rồi như vậy là xong ha. Rồi bài học đến đây là kết thúc ha. À, xin chào và xin hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.